Ngày 6 tháng 6, cơ quan cảnh sát điều tra công an thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương cho biết đã ra quyết định khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam đối với Nguyễn Thanh Thỏa, 43 tuổi, trú tại huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Theo kết quả điều tra ban đầu, ngày 26 tháng 8 năm 2022, Thỏa đưa ra thông tin gian dối là mình có nhiều mối quan hệ xã hội rồi nhận 285 triệu đồng từ gia đình của một bị can đã bị cơ quan cảnh sát điều tra công an thị xã Bến Cát khởi tố bắt tạm giam về hành vi cướp tài sản. Mục đích là để lo cho bị can này được tại ngoại. Tuy nhiên sau khi nhận tiền xong, Thỏa không thực hiện được như đã hứa mà lấy tiền tiêu xài cá nhân, đồng thời cắt liên lạc với gia đình bị hại gia đình nạn nhân sau đó đến công an thị xã bến cát trình báo sự việc